Hello, hello, xào tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai Mix03 đến từ Bắc Giang. Ok, thì cảm ơn tất cả nó quay trở lại với kênh LTL của mình nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em có thể giúp mình một nút like được không? Bởi vì nó miễn phí mà anh em ơi. Thì mình thách thức tất cả anh em bấm được nút like đây. Mình đã khóa cái nút like rồi nha. Đừng quên anh em ủng hộ mình bằng cách anh em xem mình cuối clip, anh em đừng có tua một giây nào nha. Để mình có tiền YouTube ăn mì tôm nha anh em ơi. Chứ dạo này không có mì tôm ăn gơ anh em ạ. Ok, như anh em cũng biết đây thì game của chúng ta ra đủ 12 cái khẩu súng đeo và 7 rồi nha anh em ơi. Thì hôm nay mình quyết định là cầm full 12 cái hành động súng đeo và 7 và một cái hành động biến hình nha. Tổng cộng là 13 cái anh em ơi. Nhưng mà bây giờ trong ô hành động ấy thì Ghana chỉ cho phép là cầm 8 cái hành động súng thôi anh em ạ và cầm một cái hành động biến hình nữa. Nên mình sẽ quyết định là cầm 8 cái hành động súng đeo và 7 và một cái hành động biến hình nha. Nếu như mà có bị khinh thường ấy mình sẽ quyết định là kiểu như kết bạn xong bắt đầu rủ cái thanh niên đấy ra sảnh chờ nha anh em ơi. Bắt đầu mình sẽ bật thêm 6 cái hành động nữa nha anh em ơi. Tổng cộng là sẽ đủ 13 cái nha anh em ơi. Đó, nhưng mà không biết liệu có gặp thanh niên nào nhà giàu với cả bro như thế không thì anh em cùng theo dõi nha. Ở trước hết là mình sẽ tán gái anh em ạ. Xem có tán được gái không nhá. Đấy, mình giả nghèo tán gái. Đó anh em biết chưa? Mình sẽ hello bé nha. À đù, cái thằng đằng sau này mặc đồ đôi con bé nữa anh em ạ. Ui hình như người yêu nhau hay nào ấy. À bây giờ mình sẽ kiểu như đập chậu cướp hoa nó nha anh em ơi. Đó, nếu mà thằng này mà giàu hơn mình ý, thì mình sẽ quyết định kết bạn với nó ra sảnh chờ, mình sẽ trang bị thêm 6 hành động nước khịa nha anh em ơi. Rồi, nếu mà nó không đồng ý là mình sẽ bật mấy hành động lên đây này. Sẽ bố anh, thằng này mày nhiều tuổi hơn tao à? Mày xưng anh, kệ bố mày, tao tán luôn. Mày không giữ được người yêu mày thì mất. Đấy, bây giờ mình sẽ bật mấy hành động này lên nhanh em ơi để thể hiện cái độ giàu có nhá. Thằng này chắc không có đâu anh em ạ. Nó có hành động cắm cờ với ngồi ghế này làm gì có hành động anh em vừa bảy. Thôi mày xác định là mất người yêu rồi. Trời ơi anh em chưa? Ủi thanh niên này quá nghèo anh ạ. Làm gì có tuổi mà đọa lại với mình. Rồi, mình sẽ bảo là yêu anh đi nhá, anh giàu hơn nó nhanh em ơi. Để xem bạn nữ có đồng ý yêu mình hay không nhanh em ơi. Thằng này có hành động cười đéo này, tuổi gì mà bằng 8 hành động cũng nêu 7 của tao. Quả này toang thanh niên áo đen kia rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ bảo là chia tay thằng đấy đi nhanh em ơi. Đấy, để xem bạn nữ này có chia tay không nhá. Yêu mình giàu hơn như này không yêu hơi phí đấy. Đấy, không thèm trả lời gì anh em ơi. Gì đây, mình sẽ kết bạn luôn với bạn nữ này nhanh em ơi. Gì đây, đồ không có đồ cũng như không. À, nó bảo mình không có đồ cũng như không nhanh em ơi. À, nó nghĩ mình có hành động nhưng không có đồ anh ạ. Rồi, mình sẽ biến hình lên anh em ơi. Rồi, trời ơi, lại bảo không có đồ đi. Rồi, có yêu anh không? Mày thấy chưa? Mày thấy đồ của anh chưa? Bạn nữ kia ao luôn rồi kìa anh em. À, thằng này cũng có hành động biến hình anh em ạ. Nhưng mà có hành động mấy hành động súng không? Mới là chuyện đi. Rồi, thoát luôn anh em ơi. Tuổi gì mà đòi ăn mì. Úi dồi, tuổi gì mà đòi khịa mình. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tàn gái nha anh em ơi. Là mình sẽ biến về bot nha. Đó, như chưa? Úi dồi ơi, giả nghèo và huấn luyện mấy thằng kia sợ phải thoát ngay anh em ạ. Xin một cái tuổi luôn. À đây rồi, bạn nữ này trông có vẻ xinh anh em ạ. Tán luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn là hello em nha anh em ơi. Đấy, để xem bạn nữ này trả lời như nào nhá. Theo anh em là mình mặc đồ nhào như này mình có tán được gái hay không? Anh em comment bên dưới cho mình biết nhá. Sẽ em 3 chấm là như nào? Mình sẽ giả vờ mình K8 nha anh em ơi. Đó. Để xem bạn nữ này phản ứng như nào nha anh em ơi. Xem bạn nữ này sinh năm bao nhiêu nhá. Rồi, không trả lời nữa kìa, chảnh chó thế nhỉ. Mình sẽ hỏi xem là em K mấy nha anh em ơi. Đấy, mình giả vờ là mình K8 anh em ạ. Cực kỳ trẻ trâu luôn. Rồi. Ui sẽ có một cái bạn nữ này ra đây đứng đây làm gì nhỉ? Đi ra đi, đừng để anh tán cả đôi nhá. Rồi. Không trả lời gì đấy, chị K7 à. Ui vai. Ui thôi thì kệ chị. Thì bây giờ mình sẽ nhắn là thả thính anh em ơi. Mình sẽ bảo là chị yêu anh đi nhá. Đó, để xem bạn nữ này có đồng ý yêu mình hay không nha anh em ơi. Rồi, như bạn nữ này thấy mình nghèo nên là dép rất nâu anh em ơi. Buồn quá nhỉ. Ui sao lại cười nó như nào, sẽ ca nó như nào. Dám trêu đùa tình cảm của mình em ạ. Đấy, khinh thường mấy cái thằng nghèo như mình. Thôi mình lên trên máy bay này anh em ơi. Đấy, mình sẽ không tán gái anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi hỏi mấy cái thằng con trai để mình xin kết bạn anh em ơi. Để xem mình nhào này nó có đồng ý kết bạn mình hay không. À đây rồi, một thanh niên ui áo huyền thoại anh em. Ui trông có vẻ dích kít đây. Trông có vẻ bờ đồ laser đấy anh em ạ. Ok, mình sẽ bảo là hello bạn kết bạn với mình nha anh em ơi. Rồi để xem thanh niên có đồng ý kết bạn với mình hay không nha anh em ơi. Rồi, không trả lời đấy anh em ạ. Ui thấy mình nhào nó còn quay mặt đi kìa anh em ơi. Ma bực thế nhỉ. Gì đấy? Nghèo như mày thì kết bạn CC à. Rồi cái gì đấy. Sao lại chửi mình như nào. Bây giờ mình xin nhắn là hỏi xem là sao lại chửi mình nhanh em ơi. Vai trưởng anh mình đọc xin kết bạn này không cho ai thôi. Anh còn chửi người khác. Bực thực sự đấy nha bạn. Mình cay cú nhất mấy cái thằng này nha bạn. Ok mình sẽ khô máu với nó luôn nha. Cùng nắm là nó có full hành động súng nghe vừa 7 chứ bao nhiêu anh em nhé. Vì mày nghèo hơn tao. Ủa thì chết rồi, nó khinh thường mình rồi anh em ơi. Cay thế nhỉ. Ok mình sẽ chơi khô máu với nó luôn. Đấy, mình sẽ hỏi xem là nó có mấy hành động súng nha. Mà nó dám khinh thường mình nha bạn. À, cùng năm mày có 8 hành động xong mày kết bạn với tao trang bị thêm 6 hành động nữa là hơn mày chứ có gì đâu. Rồi, nó không trả lời nữa anh em ạ. Ờ, thằng này tuổi gì đây. Mày mở to mắt lên này. Rồi xem nào mấy hành động nào 7 nào. Mở lên đây. Rồi. Ui trời ơi. Ui giời, tưởng cái gì anh em ạ. Ui giời, hành động này cũng khuya. Chịu luôn anh em ơi. Ui giời, chụp ảnh rồi. Ui giời. Ui giời, tưởng thì lạo cắm cờ. Ui vai trưởng rồi anh em ơi. Mình cứ tưởng là có mấy hành động xuống level 7 cơ, full 8 hành động cơ, với cả hành động biến hình cơ. Hóa ra nó có được mấy hành động này anh em ạ.
Vai lại cả trường anh em ơi. Ok, để xem nó nhắn như nào nhá. Gì đây? Đáp của anh động nhớ 7 nữa. Rồi. To nhỉ. Ok, mày bật lên ra xem nào. Ui, hình như thằng này có 1 hay 2 hành động nhá. Ui giời AK. Ui giời ơi. Có 1 hành động AK anh ạ. Ui giời ơi, tưởng cái nào cơ anh em ơi. Rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục chôn thằng này một lúc nha. Xong rồi tí mình sẽ bật mấy hành động kia lên nha anh em ơi. À mày có không ạ? Mày có không ạ? À mình sẽ giả vờ là mình không có nha anh em. Mình sẽ nhắn là mình 3 chấm nha. Đấy, kiểu như mình sẽ không có nha anh em ơi. Xem nó nhắn gì nữa nha anh em ơi. Rồi mấy bạn nữ ấy đang bảo vệ mình nha em ạ. Bảo vệ một thanh niên nghèo, mấy bạn nữ ấy uy tín quá. Rồi, thằng này vẫn bật AK, nó không có hành động nào khác gì ấy. Nghèo như mày chắc không có đâu. À nó bảo mình là nghèo nên không có hành động AK nha em ạ. Thằng này nó nhầm to rồi nha em ơi. Chẳng nhẽ mình bật full 8 hành động lên rồi. Thôi rồi, mình cứ nhắn tin trêu này một xíu nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ nhắn là hỏi chấm nha. Xem nó trả lời gì tiếp nha anh em ơi. Nếu mà nó khinh thường hay là bắt nạt mình thì mình mới bật lên nha anh em ơi. Cho nó biết thế nào lễ hội đây anh em ạ. Thằng ấy chắc trẻ trâu anh em ạ. Xóa con mẹ nó game đi. À đù, nó còn bắt mình xóa game nha anh em ơi. Cảnh đấy nhỉ. Ok được rồi, mình sẽ hỏi nó là xem sao phải xóa nha anh em ơi. Mà thằng ấy nó còn bắt nạt cả mình cơ anh em ạ. Mà cay thực sự anh em ơi. Rồi xem nó trả lời như nào nhá. Game họ chơi cần gì phải xóa. Anh em biết chưa, bạn nữ bảo vệ mình kìa anh em. Thế mày nghèo thì chơi N nó như nào. Mày nghèo thì chơi L nó như nào. Hình như nó nhắn thiếu anh em ạ. Từ để mình xem nó nhắn gì lốt nha anh em ơi. À nó bảo mày nghèo thì chơi làm gì anh em ạ. Nó cười mình kìa anh em ơi. Mà bực thế nhỉ. Ok, mình sẽ đợi xem nó phản ứng như nào nữa nha. À ok ok. Nó cười mình nó kiện anh em ạ. Ok rồi, bây giờ chơi lớn luôn nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bảo nó nhìn nhá. Đấy, mình mở to mắt lên nhìn này. Mày thấy cái gì chưa? Mày thấy cái gì chưa? Mình sẽ bật full 8 hành động lên nhá. Để xem nó trả lời như nào nha anh em ơi. Rồi, thằng này chắc khóc thét luôn rồi anh em ạ. Rồi, quay mặt đi luôn rồi anh em ơi. Quay mặt đi luôn rồi anh ơi. Rồi, gì đây? Gì anh trai thất lạc. Ok. Ôi, bây giờ lại nhận mình làm anh trai thất lạc nha anh em ơi. Mà ảo thế nhỉ. Ok, xem nhắn gì tiếp nha anh em ơi. Rồi, thằng này đang sốc anh em ạ. Không ngờ con gì kết bạn em đi. Ôi, sẽ kết bạn em đi. Cút. Xin cái tuổi luôn. Giờ kết bạn cái gì nữa. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ chạy luôn nha anh em ơi. Xem nó có đuổi theo mình hay không anh em ơi. Ui, đuổi theo mình luôn kìa anh em. Vãi trường thế anh em ạ. Ảo thật đấy. Ok ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ đứng lại nhá. Đứng lại xem nó nhắn gì nha anh em ơi. Rồi mày nhắn gì đây. Mày đuổi theo tao làm cái gì. Rồi đứng im rồi anh em ạ. À như lại xin kết bạn nào. Ui dạ em xin lỗi. Ui lại xin lỗi à. Quê vãi rồi. Kết bạn em đi. Ui, thằng này mày vừa khinh thường đúng không? Bây giờ lại xin lỗi. Giờ lại đòi kết bạn. Mình vừa xin kết bạn không được. Bây giờ lại kết bạn mình nha bạn. Ok bây giờ mình sẽ bảo là xin lỗi đại ca LTL nha anh em ơi. Để xem nó có xin lỗi không nha. Nếu thằng này xin lỗi thằng này đúng là không còn niêm sỉ gì nữa anh em ạ. Vừa khinh thường người khác bây giờ lại xin lỗi. Đúng cái thằng trẻ danh này anh em ạ. Rồi nó nhắn gì đây anh em ơi. Không nhắn đâu anh em ạ. Đứng im rồi. Thằng à gì đấy? Xin lỗi đại ca LTL. Ok ok ok. Thằng này ngu đấy anh em ạ. Thôi clip của mình cũng đến đây kết thúc anh em ạ. Không nói chuyện với thằng trẻ trâu ấy nữa anh em ơi. Bye bye tất cả anh em nha.